Tình hình là cách đây khoảng một tuần mình có đăng một cái video thông báo với các bạn là mình có một kênh mới. Trong video đấy mình có hứa với các bạn là mình sẽ cố gắng làm khoảng 2 video một tuần. Tuy nhiên thì có vẻ là tiến độ 2 video một tuần hơi bị quá sức đối với mình. Nhưng mà mình vẫn cố gắng để có thể theo kịp cái tiến độ mà mình đã đưa ra, cho nên là mình đã cố gắng để thức đêm để làm cái video này. Và bây giờ là 11 giờ đêm. Các bạn có thấy mình chăm chỉ không? Mình chăm chỉ quá luôn đúng không? Quá chăm chỉ luôn đúng không? Ok, thế không biết là trong video này mình nên làm cái gì bây giờ nhỉ? Thật ra là trong đầu mình cũng đã có lờ mờ ý tưởng trước khi làm cái video này rồi. Mình nhớ là cách đây mấy tháng mình có làm một cái video thì như là vẽ màu trẻ con thì phải. Và cái bộ màu sáp đấy mình mới dùng có một lần. Thì trong video ngày hôm nay mình thử làm một cái chủ đề gì đấy về màu sáp dầu nhá. Đâu rồi nhá? Cái hộp này mình mua trước là 400.000. Thì nhiều bạn có comment thắc mắc với mình rằng úi dồi màu trẻ con gì mà những đến 400.000. Thì màu này nó là màu dành cho học sinh. Thì đây là một bộ 60 màu. Nếu mà bạn mua cái set khoảng 12 cho đến 24 màu thì giá nó sẽ rẻ hơn, khoảng mấy chục nghìn thôi. Ngoài cái bộ cái hãng Faber-Castell này ra, mình còn mua thêm một bộ màu sáp dầu nữa. Đây, loại này là của Hàn Quốc, Mung Yo, bán rất nhiều trong các nhà sách và siêu thị. Bộ này mình mua trong Big C thì phải. Có 40.000. Sau khi sử dụng cả hai cái loại sáp này xong ấy, thì có một sự thật, có một sự việc rất là đáng buồn, đó là đấy là cái bộ Mung Yo này dùng tốt hơn bộ Faber-Castell. Cái bộ này mua đắt tiền hơn mà lại dùng không tốt bằng cái bộ rẻ tiền, thế mới đau. Bút sáp dầu là một chất liệu được khá là nhiều họa sĩ chuyên nghiệp ở nước ngoài sử dụng. Tuy nhiên thì ở Việt Nam này mình thấy bán hầu hết chủ yếu toàn là hãng dành cho học sinh thôi. Ví dụ như là cái hãng Mung Yo này này, có rất là nhiều phân khúc này là dành cho học sinh. Có cả phân khúc dành cho họa sĩ nữa mà mình nhìn thấy rất là nhiều những họa sĩ chuyên nghiệp tại nước ngoài người ta sử dụng. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì có vẻ là không bán cái loại đấy. Và cái chất liệu sáp dầu này có lẽ là cũng rất là ít người dùng, cho nên là Việt Nam ít hoặc họa cụ nó nhập về lắm. Địt mẹ đứa nào nhắn tin. Ok, tuy nhiên thì bút sáp dầu theo mình thấy thì có vẻ là một chất liệu khá là rẻ tiền và có thể dùng cho được tất cả mọi người, có nghĩa là những người vẽ không chuyên cũng có thể sử dụng được. Hôm nay mình thử sử dụng sáp dầu để vẽ một quả táo trước nhá. Ảnh này mình in hơi bị lỗi, nhưng thôi, không sao. Tuy nhiên thì trước khi bắt đầu vẽ thì chúng ta sẽ thử tìm hiểu qua cách sử dụng cái loại bút màu này như thế nào đã nhá. Trước khi mà bắt đầu ấy thì mình có một cảnh báo trước này. Đừng bạn nào xem cái video này xong xuống rồi bình luận cái với cái giọng là anh ơi em không có tiền mua màu hay là màu đắt quá hay như thế nào. Đấy là cái vấn đề của các bạn, mình không giúp được. Ok. Trước khi vẽ thì các bạn lưu ý là nhớ bồi là cái tờ giấy này bằng băng dính thật chắc đã nhá. Để khi vẽ màu nó không bị lem ra ngoài. Trước tiên thì chúng ta sẽ làm quen với phương pháp blend đã. Có mấy phương pháp blend chính mình quên rồi, nhưng nói chung là mình sẽ làm lần lượt tất cả những gì mình biết. Ví dụ như bây giờ mình sẽ blend màu đỏ với màu vàng, thì trước tiên là mình sẽ vẽ từ phần màu tối cho đến màu sáng. Ở những bước đầu bắt các bạn cầm nhẹ nhẹ cái cục phấn, cái cục màu thôi nhá, không là cầm mạnh quá nó sẽ gãy đấy. Tô nhẹ nhẹ và thật đều tay. À mình quên chưa nói về chất liệu giấy mà mình sẽ sử dụng nhá. Loại giấy vẽ màu nước của hãng Canson. Giấy này có vẻ khá là mỏng. Các bạn có thể ra hàng họa cụ hay là hàng bán màu vẽ nào chắc là cũng có đấy. Tại vì cái màu vẽ màu nước ấy, à cái giấy vẽ màu nước ấy, nó có cái vân. Giấy nó có cái vân như vậy có nghĩa là sẽ giúp chúng ta trồng được nhiều lớp màu hơn. Còn nếu các bạn sử dụng các loại giấy trơn chuyên để vẽ truyền thần như là giấy Rookie ấy, thì màu nó sẽ blend không được tốt bằng giấy có vân đâu. Bạn lưu ý nhé. Ok, quay trở lại vấn đề thì mình sử dụng cái màu da cam này và blend cùng với màu vàng này. Thì mình sẽ vẽ từ phần màu tối trước cho tới màu sáng. Thì ở phần màu da cam này, ở đoạn đầu mình sẽ tô rất là nhẹ tay, thật nhẹ tay và đều tay. Sau đó nới lỏng dần cổ tay ra. Đó, như vậy là chúng ta đã được một mảng màu da cam rồi. Phần màu vàng này mình sẽ tô hướng ngược lại so với màu da cam. Và phần này mình sẽ tô mạnh tay. Và khi vào đến phần màu da cam thì mình lại thả lỏng cổ tay ra. Có nghĩa là chúng ta làm một bước ngược lại đấy. Và chúng ta chỉ việc tô đi tô lại cho đến khi làm y hệt những cái bước như thế. Mình nhớ là cái kỹ thuật này dùng nó khá giống là cái kỹ thuật blend chì màu.
chắc là nhiều bạn cũng thừa biết rồi. Ở cái phần trung gian chuyển chuyển giao giữa màu cam và màu vàng thì các bạn cứ tô mạnh tay lên ở phần này này. Đó, vậy là một cách. Cách thứ hai là chúng ta cũng làm những cái bước đầu y như cách thứ nhất. Các bạn có thể sử dụng một dụng cụ như là tăm bông chẳng hạn. Cái tăm bông chuyên dùng để ngoài tai ấy. Một là các bạn có thể dùng tăm bông, hai là các bạn có thể sử dụng giấy ăn hoặc là tăm bông, hoặc là cái bút, mình nhớ là có cái bút là cái bút trà, gọi là bút trà chì chuyên dùng cho của mấy người vẽ truyền thần đấy. Tuy nhiên thì mình không có cái bút đấy ở đây cho nên mình dùng tạm tăm bông cũng được. Thì mình sẽ sử dụng tăm bông để di vào cái phần, cho cái phần màu tán màu cho nó đều hơn. Hoặc là giấy ăn để bôi. Và các bạn tiếp tục tô chồng màu lên cho đến khi nào mà các bạn cảm thấy vừa ý thì thôi. Cái cách này mình thấy ở trên mạng mấy người họa sĩ nước ngoài người ta hay dùng ngón tay để di ấy. Tuy nhiên thì mình có vẻ không thích cái cách đấy cho lắm. Tại vì khi mà di ngón tay vào đây thì ngón tay của chúng ta sẽ rất là bẩn vì nó dính màu. Và cái thứ hai nữa mà khi mà chúng ta vẽ tranh ấy, nếu mà ngón tay của chúng ta bị bẩn thì khi mà di vào cái màu thì sẽ làm cả cái vùng màu nó bị bẩn theo và rất là khó để sửa chữa lại. Cho nên mình không thích cái cách di vào ngón tay lắm. Thật ra đây là màu vẽ của học sinh cho nên là khi mà vẽ thì nó sẽ xuất hiện những cái lợn cợn như thế này. Và blend nó cũng không được đều màu nữa. Mình thấy mấy họa sĩ ở bên Hàn Quốc người ta vẽ cái này, người ta dùng không biết là, chắc là người ta dùng họa phẩm của hàng họa sĩ cho nên là người ta, mình nhìn người ta blend với là tán màu nó dễ dàng lắm mà không bị cợn như thế này đâu. Tuy nhiên thì ở Việt Nam mình không mua được cho nên mình đành phải chấp nhận thôi. Các bạn chú ý là đừng có vội vàng quá nhá, cứ tô thật nhẹ nhàng và đều tay thôi. Cách thứ ba đó là chúng ta phương pháp chấm màu. Phương pháp đơn giản lắm, chỉ cần như thế này là được, cứ chấm chấm như thế này được. Các bạn cứ chấm hai màu cho đến khi nó hòa vào nhau. Và cái phương pháp... mình quên mất, đó là khi mà chúng ta blend màu mà khi mà thấy cái đầu bút màu nó bị bẩn ấy. Khi mà chúng ta blend màu mà cái bút màu nó bị bẩn như thế này ấy, thì chúng ta thường phải dùng cái giấy ăn để lau cái đầu bút đi nhá. Ok. Phương pháp thứ ba đó là phương pháp chấm màu. Chúng ta chỉ việc chấm đốm đốm như thế này. Đầu bên này chúng ta cũng chấm theo. Thực sự mình cũng không biết gọi kỹ thuật này là gì nhưng mà theo mình thấy thì nó cũng khá hiệu quả. Và tạo ra được một cái hiệu ứng khá là đặc biệt nữa. Cuối cùng là ở cái chất liệu sáp dầu này, nó có một cái đặc tính rất hay là chúng ta có thể dùng cái bay này để cạo, để tái hiệu ứng. Ví dụ như là mình muốn, ví dụ như là cái mảng màu này mình muốn tạo thêm một cái hiệu ứng gì đó, ví dụ như là tạo thêm một hình lá cây hay là một cái tia sáng gì đó, thì mình có thể sử dụng cái con dao để nhìn màu này, hoặc là một con dao dục giấy để cạo vào đây. Ngoài ra phương pháp này còn rất hữu ích trong việc chỉnh sửa lỗi sai nữa. Và cái sáp dầu này có thể sử dụng tẩy để tẩy bớt đi được. Ví dụ này. Ô vãi. Cục tẩy nó hơi bẩn. Ok, cục tẩy này của mình nó hơi bị bẩn. Tuy nhiên thì mình chỉ muốn nói với các bạn là sáp dầu có thể dùng tẩy để tẩy đi được. Vậy thôi. Ok, kỹ thuật blend sáp dầu nó cũng chỉ có như thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng để vẽ một quả táo nhé. Đây ảnh quả táo đây. Ok, trước tiên là mình sẽ vẽ từ màu sáng cho đến màu tối. Thì đây có cái hình ở đây đúng không? Các bạn nhìn thấy màu tối nhất đó là màu đỏ. Xong sáng dần là màu vàng. Trước tiên thì tuy nhiên chúng ta hãy phân tích từng mảng màu một thì cái màu này nó là màu đỏ, tuy nhiên thì nó màu đỏ nó hơi thẫm đúng không? Vậy thì mình sẽ phân mảng ra đây, chính là màu đỏ này. Lưu ý là vẽ nó nhẹ nhàng và từ từ thôi nhá. Tại vì đây là màu rẻ tiền, nếu bạn vẽ quá vội vàng mà vẽ cái kiểu chỗ cố gắng để phủ kín một cái khu vực nào đó thì sẽ bị chỗ sáp dày sáp mỏng và lúc chúng ta tán màu ra rất là khó. Tại vì đây là màu rẻ tiền mà. Đây cái màu đỏ nó kéo dài ra tận chỗ này. Mình đã nói với các bạn trong một video rồi đó là cách vẽ của họa sĩ chuyên nghiệp luôn luôn là từ mảng tối trước xong tới mảng sáng sau. Tất nhiên là cũng còn tùy chất liệu, ví dụ như là màu nước thì chúng ta phải vẽ từ sáng trước rồi đến tối sau. Nhưng mà đa phần là mọi chất liệu đều phải vẽ từ tối trước rồi đến sáng sau. Ở đây là màu đỏ tươi này.
mình chưa cần phải vẽ quá kỹ, blend quá kỹ ngay từ đầu đâu, tại vì mình có thể sử dụng cái kỹ thuật sử dụng tăm bông như vừa rồi đấy. Chúng ta cứ phác thảo sơ bộ qua cái hình trước đã, các cái mảng màu trước đã, rồi lát nữa thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau. Phần này nó cũng màu đỏ nhưng mà hơi nghiêng về phía màu cam. Ở đây là cái núm quả táo này. Trước khi mà mình làm cái video này mình cũng luyện tập kỹ lắm đấy, cho nên là cũng nắm được sơ qua một số kỹ thuật cơ bản. Mình thấy mấy ông họa sĩ Hàn Quốc vẽ cái này giỏi lắm. Mình đang order một bộ sáp dầu hạng họa sĩ từ nhập khẩu từ bên Hàn Quốc về, cũng của hãng Mông Nho này luôn, nhưng mà phải một tháng nữa hàng mới tới. Bao giờ mà hàng về thì mình sẽ làm hẳn một clip để review cho các bạn xem. Đây, một da cam nó chạy ra đến đây đúng không? Còn ở này thì sẽ là màu vàng. Cái đầu bút này nó hơi bẩn, mình phải lau đi đã. Chỗ này là màu vàng nhạt này. Tôi chết con mẹ rồi, mình quên là cái chỗ này nó còn một đốm sáng nữa, lại phải tẩy. Đây, cái phần màu đỏ nó chạy ra đến đây đúng không? Này là màu da cam này. Đây là cái núm quả táo. Ok, tổng thể chung của quả táo nó là như thế này đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết nhá. Có một đặc điểm ở trên giấy các bạn cần lưu ý này. Một khi mà ở trên cái tờ giấy của chúng ta ấy, nó vẫn còn những cái đốm đốm như hạt trắng trắng hạt màu như thế này, thì có nghĩa là tờ giấy này vẫn còn có khả năng chồng tiếp màu. Tuy nhiên nếu mà cái màu đỏ nó bị đặc xệt nó như thế này thì có nghĩa là chúng ta không thể chấm thêm màu được nữa. Và ở cái lúc này thì các bạn chỉ còn cách, đó là lấy một cái bay cạ bớt số màu ở trên này đi. Và các bạn hãy tính chấm tiếp màu, chứ nếu một khi mà nó đã bị kín đặc vào như thế này rồi mà các bạn vẫn cố tình tô thêm màu vào thì bức tranh nó sẽ bị hỏng. Và lúc đấy nó sửa rất là khó, đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng cái loại bút sáp dầu dành cho trẻ con. Khi vẽ thì các bạn nhớ là tô thật đều tay và nhẹ nhàng nhá. Chứ nhiều ông thấy dùng cái này mà vẽ thấy bon tay quá là mẹ cứ thế nghiến răng mà ấn là thôi đấy. Cái này là những cái mà mình đang chia sẻ là kinh nghiệm cá nhân mình sau mấy lần vẽ thử thôi, chứ mình cũng không có được gọi là học hành bài bản gì. Tại vì cái chất liệu này nó không như là Việt Nam, mình thấy ít người nào sử dụng lắm. Và cũng chẳng có một cái bài viết hay một cái bài blog nào nói về cái kỹ thuật sử dụng cái bút sáp dầu này cả. Thật đều tay. Hồi đầu mình dùng cái loại này này, mình toàn cố gắng ấn thật nhiều màu vào trong một mảng. Và điều đó đã để lại một rất hiệu hậu quả rất nghiêm trọng. Trước khi mà làm cái video này thì mình vẽ hỏng sơ sơ khoảng chục bức rồi đấy. Tại vì cái chất liệu này cũng tương đối khá là khó điều chỉnh. Tuy nhiên dùng được rồi thì sẽ cảm giác sẽ rất là phê đấy. À, mình có một điều quan trọng quên chưa nói cho các bạn biết này. À mà thôi, để lát nữa mình nói đi, giờ chưa đến lúc. Ở cái bước này thì các bạn cứ cố gắng làm sao mà nhìn cái mảng màu ra thật kỹ và tô nó thật là nhẹ đều, vừa nhẹ tay mà vừa phải đều tay, thế là được. Đặc biệt là những cái set màu giá rẻ, ví dụ như là set này chỉ có 10 màu. Nếu mà chúng ta cảm thấy ví dụ trong cái bộ màu này này đúng không, có cái màu này là trong hộp màu này nó không có, thì các bạn có thể sử dụng phương pháp trồng lớp để tạo ra một màu mới được. Ví dụ như là bên màu vàng trồng lên màu đỏ sẽ ra màu da cam. Tuy nhiên thì nếu mà bạn nào mà chưa có cái nền tảng vững chắc về màu sắc thì các bạn nên học qua cái bảng màu thuần sắc đi đã. Bảng màu thuần sắc hay là cách pha chế màu như thế nào thì mình nhớ là mình đã làm trong một video rồi, các bạn có thể click vào cái đường link bên dưới phần mô tả video để xem lại cái video đấy nhá. Có thể các bạn có thể đánh cái cây bút sáp này theo nhiều chiều để lấp cái mảng màu này nó nhanh hơn. Ở bước này chúng ta có thể sử dụng cái tăm bông này để tán màu cho nó đều hơn nhé. Nhớ là khi tán màu cũng là bôi nhẹ nhẹ thôi nhá, chứ đừng có nghiến răng vào. Để khi mà vẽ cái này thì cái bước tán màu này là cái bước khiến mình phê nhất. Khi mà trong quá trình tán màu mà chúng ta thấy ở mảng nào đó nó hơi thiếu màu thì chúng ta có thể để thêm màu vào và bắt đầu tán. Sáp dầu quả là một chất liệu rất hay đúng không? Các bạn lưu ý là nếu mà cái tăm bông này nó bị bẩn quá rồi chúng ta sẽ phải thay nhé.
Đến cái đoạn sáng màu này, theo mình các bạn nên thay cái tăm bông đi. Tại vì nó sáng màu, nhỡ nó lẫn cái màu đỏ tối vào thì trông cái quả táo nó sẽ trông rất là bẩn. Ok, đến cái bước này trông quả táo tương đối là ok rồi. Tuy nhiên mình thấy ở cái quả táo này còn có một số cái đốm, nó khá là có cái đốm đỏ đỏ gì đó, cái vân ấy. Thì mình sẽ sử dụng để chấm thêm vào, trông cho nó thật hơn. À, còn một điều nữa mình thấy ở cái chỗ cái đoạn này, cái màu sắc gốc của cái ảnh trông có vẻ nó sáng hơn một tẹo. Thì chúng ta có thể sử dụng một cái màu sáng hơn để tô đè lên. Và những cái đốm đỏ quả táo này mình sẽ chấm nhá. Mình sẽ sử dụng một màu để chấm, đó là màu đỏ thẫm này. Và mình tiếp tục lại dùng cái tăm bông để xoa cho nó nhìn nó tự nhiên hơn. À đúng rồi, mình có một điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn vừa nãy, đó là khi vẽ bút sáp dầu thì chúng ta có một phụ kiện rất là cần thiết, đó là mình phải dùng thêm bút chì màu nữa. Như các bạn thấy thì sơn sáp dầu là một cái chất liệu rất là khó để tả chi tiết. Cho nên là để mà tả chi tiết, ví dụ như là cái vị trí cái núm của quả táo này, chúng ta cần phải có thêm một chút bút chì màu. Và khi mình sử dụng thì mình thấy bút chì màu và cái này kết hợp với nhau khá là tốt. Và khi mà xem những cái video của họa sĩ nước ngoài thì mình thấy có rất là nhiều người cũng sử dụng cái kỹ thuật kết hợp bút chì màu này. Và bút chì màu chúng ta chỉ nên sử dụng trong trường hợp mà muốn tỉa chi tiết thôi. Ví dụ như là mình sẽ sử dụng bút chì màu để tô vào những cái phần viền này, hay là cái bộ phận như là cái núm quả táo này, hay là tỉa chi tiết những cái vân quả táo như đây chẳng hạn. Có lẽ đó chính là lý do mà trong cái hộp Faber-Castell của mình có nhà sản xuất có tặng kèm thêm một chiếc bút chì màu đen nữa. Cái này chắc là cũng giống như là mấy bạn vẽ chì màu nước thì mình thấy nhiều bạn cũng hay tô đè thêm một lớp bút chì màu lên nữa mà. Mình thấy quả táo này có vẻ khá ổn rồi, mình sẽ chỉ sử dụng bút chì màu để tỉa thêm một số cái vân nữa thôi. Cái đốm ở trên quả táo nữa thôi. Ok, quả táo này trông cũng tương đối ổn rồi. Có lẽ mình sẽ dừng bút ở đây. Các bạn thấy sao? Bút sáp dầu đúng là một chất liệu vẽ tranh rất là hay đúng không? Mình quên cảnh báo cho các bạn biết là trước khi mà nếu mà các bạn đi mua màu ấy thì các bạn phải phân biệt được rõ ràng đó là bút sáp dầu và bút sáp màu, nó là hai loại chất liệu hoàn toàn khác nhau. Bút sáp màu nó rất là cứng và không thể chống lớp được. Cái loại bút sáp màu đấy nó dành cho bọn trẻ con từ độ tuổi từ 5 cho đến 10 tuổi. Còn loại bút sáp dầu mà chúng ta đang sử dụng để vẽ quả táo này là trên 10 tuổi là có thể sử dụng được rồi. Các bạn cứ cố gắng thử đi, cái bút sáp dầu này nó là một chất liệu rất là dễ làm quen đấy. Các bạn chỉ thử một vài lần là quen tay ngay. Ok, thì cái video này mình sẽ chỉ gọi là thị phạm một số cái kỹ thuật nó đơn giản như vậy thôi. Còn những cái video sau thì mình sẽ vẽ, hướng dẫn, chia sẻ cho các bạn cách vẽ những cái thứ phức tạp hơn bằng sáp dầu. Nhưng mà trước hết thì các bạn cứ thành thục cái kỹ thuật vẽ sáp dầu đơn giản này đi đã. Thực ra thì video ngày hôm nay mình làm hoàn toàn là ngẫu hứng. Cái thứ nhất là để cố gắng đáp ứng cái chỉ tiêu 2 tuần một video, cho nên là mình hy vọng chất lượng của cái video này có thể sẽ không tốt được bằng những cái video khác. Tuy nhiên thì mình mong là mọi người sẽ không chửi mình. Và còn cái gì nữa cũng rất là quan trọng nữa nhỉ. À đúng rồi, nhớ subscribe kênh mình nhá. À, mình quên mất là mình quay xong cái video này rồi, mình mới nhớ ra là mình chưa nhắc các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh Thành Phạm ASMR nữa của mình nhá.